kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây là những tin tức đáng chú ý trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Chiều tối 10 tháng 9, ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, xác nhận thông tin về việc mưa lũ đã làm sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc trên địa bàn. Thông tin ban đầu, do mưa lớn nhiều ngày trên địa bàn đã dẫn tới sạt lở đất đá từ trên sườn núi xuống nhà điều hành của nhà máy thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc, gây sập, làm một số công nhân của nhà máy bị thương và 5 người mất tích. Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền xã Bản Cái đã huy động lực lượng tại chỗ khoảng 50 người để tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, do không có sự hỗ trợ của phương tiện, máy móc chuyên dụng mà hoàn toàn thủ công nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Huyện Bắc Hà cũng đã cử một đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường để hỗ trợ và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Nhưng do đường bị sạt lở đất, nhiều khu vực nên vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 10 tháng 9, một cán bộ công an xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, trong khi công tác làm qua nhà máy thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc thì phát hiện một số người bị thương đang dìu nhau đi ra từ điểm sạt lở và thông báo vụ việc. Do khu vực này đang bị mất sóng điện thoại nên không thể gọi được lực lượng cứu hộ. Ngay sau đó, cán bộ công an này đã chạy bộ 10 km ra khu vực có sóng điện thoại để gọi điện về công an huyện, thông báo sự việc. Đến 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9, những người thoát nạn đã di chuyển về bệnh xá xã Bản Cái để được chăm sóc và điều trị vết thương. Hiện còn 5 người nghi mất tích và một người bị thương nặng tại vị trí sạt lở. Cũng trong chiều 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ đưa một xuồng hơi đến để vận chuyển nhân lực và người bị nạn đi theo sông chảy và một máy điện thoại vệ tinh phục vụ liên lạc. Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 7 đến 10 tháng 9 trên địa bàn huyện Bắc Hà có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi có mưa rất to, nhiều nơi trên địa bàn huyện bị sạt lở với khối lượng lớn, đồng thời bị ngập sâu, nhiều xã, thôn, bản bị cô lập. Trưa 10 tháng 9, huyện Bắc Hà ghi nhận thêm một trường hợp tử vong là anh Thảo Xeo Pao, sinh năm 1982, là cán bộ trạm y tế xã Tả Cù Tỉ. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 9, trên đường đi từ trạm y tế xã Tả Cù Tỉ đến thôn để phụ trách giúp đỡ nhân dân di chuyển tài sản, anh Pao bị nước cuốn trôi, hiện đã tìm thấy thi thể. Theo dự báo, mưa to ở vùng núi phía Bắc sẽ còn kéo dài ít nhất 1 đến 2 ngày nữa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở nhiều nơi. Lũ vượt mốc lịch sử năm 1968. Sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát tin cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Thao, lũ khẩn cấp trên sông Lục Nam và sông Thương, lũ trên sông Cầu cùng các sông khác ở khu vực Bắc Bộ. Theo đó, mực nước lúc 5 giờ ngày 10 tháng 9 trên sông Thao tại Lào Cai là 86,18 m, trên báo động 3 là 2,68 m. Tại Bảo Hà, 61,81 m, trên mức lũ lịch sử năm 2008, 60,93 m là 0,88 m. Tại Yên Bái, 35,22 m, trên mức lũ lịch sử năm 1968, 34,42 m là 0,8 m. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống, tại Bảo Hà, Yên Bái tiếp tục lên, duy trì ở mức trên lũ lịch sử. Lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên, lũ trên sông Lục Nam xuống chậm. Trong 12 giờ đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống, tại Bảo Hà biến đổi chậm, tại Yên Bái tiếp tục lên và duy trì ở trên mức lũ lịch sử. Lũ sông Lục Nam tiếp tục xuống. Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay đến 11 tháng 9, lũ trên sông Hoàng Long tiếp tục xuống dưới mức báo động 1. Trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa lũ. Mưa lũ còn kéo dài trong vài ngày tới. Khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo bão sẽ gây mưa to tại miền Bắc đến hết ngày 9 tháng 9. Tuy nhiên, sau khi bão tan lại xuất hiện rãnh thấp qua Bắc Bộ, hình thành thời tiết này gây mưa lớn kéo dài sang khu vực miền núi Việt Bắc và mưa trở lại ở đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa.
dự báo mưa to ở vùng núi phía Bắc sẽ còn kéo dài ít nhất 1 đến 2 ngày nữa. Từ đêm 11 và ngày 12 tháng 9, mưa lớn ở khu vực này có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. 18 giờ ngày 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có công điện khẩn số 3 về việc phát lệnh báo động 2 trên tuyến đê tả sông Hồng. Mực nước trên sông Hồng hồi 17 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại trạm Thủy Văn Hưng Yên là 6,46m, trên báo động 2 16cm và tiếp tục lên. Căn cứ vào mực nước trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát lệnh báo động 2 trên tuyến đê tả sông Hồng. Kể từ 18 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2024, Ban Chỉ huy tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, thành phố Hưng Yên và các sở ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các ngành đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được phân công thực hiện việc canh gác đê theo cấp báo động, tuần tra phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu. Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc canh gác đê của địa phương, kiểm tra, rà soát và chuẩn bị các loại vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương án phòng chống thiên tai của địa phương và của ngành. Triển khai các biện pháp phòng tránh lũ, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, nhất là các khu vực dân cư ngoài bãi sông, phải có biện pháp chủ động để bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, bảo đảm an toàn kịp thời các tuyến đê bối, tiếp tục thông báo khẩn trương cho người dân, kịp thời thu hoạch hoa màu, thủy sản ở ven sông, những nơi có khả năng ngập lụt, chủ động, sẵn sàng và triển khai phương án sơ tán dân ngoài vùng bãi sông khi có ngập lụt xảy ra theo phương án của địa phương. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị cấm các loại xe cơ giới đi trên đê, trừ xe có giấy phép, xe ưu tiên theo quy định. Các bến đò dọc ngang hoạt động cảnh báo người dân không đi lại ven sông, nhất là vùng có nguy cơ sạt lở và không được đánh bắt thủy sản trên sông. Kiểm tra, rà soát các công trình đang thi công liên quan đến an toàn đê điều, chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực và hoàn thiện các công trình đang thi công dở dang hoặc có biện pháp gia cố bảo đảm an toàn chống lũ. Đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.